Luân xin kính chào quý bà con nha. Hôm nay thì công ty Hoàng Lộc, công ty giống thủy sản Hoàng Đăng có về lô tôm bố mẹ gồm 315 cá thể tôm bố mẹ dòng Superior là tăng trưởng nhanh đó ha, tăng trưởng nhanh để tiếp tục về cái dòng này để phục vụ cho bà con nuôi tôm. Luân xin kính mời quý bà con theo dõi mấy anh em phía sau đang làm ha. Thì cũng giống như là trước đây công ty đã cam kết và đã hứa với bà con là mỗi tháng về một lô tôm bố mẹ, để sao để là luôn có tôm bố mẹ mới và luôn có tôm mới để cho bà con lựa chọn. Thứ hai nữa là trong khâu sản xuất đó thì tăng cường bắt tôm bố mẹ để cho ra nhiều nao và khỏe mạnh, và lọc lấy nao mạnh và bỏ nao yếu đi. Để cho con tôm bót được phát triển tốt ở trên trong trại sản xuất, và cũng như là cho bà con nuôi tôm nó đạt hiệu quả cao hơn. Thì về phía công ty thì công ty cố gắng hết sức về lấy nao, cũng như là nhập bố mẹ, cũng như là cung cấp cái nguồn dinh dưỡng dòng cao cấp cho tôm bố mẹ và tôm bót, để cho giúp cho con tôm có sức đề kháng cao, để cho bà con nuôi tôm thành công. Về phía bà con thì cũng cố gắng ha, bà con cũng cố gắng nuôi tôm thành công để chúng ta cùng với nhau liên kết với nhau nuôi tôm cho thành công và trở thành đối tác tin cậy của nhau. Luân xin kính mời quý bà con theo Luân đi xem. What? I don't know.